Đúng nhưng mà chị cố lên, À. vì tại vì hồi lúc mà chị đi tìm hiểu để mà học trở thành huấn luyện viên thì ở trong này học phí rất là cao. Thế khi chị hỏi thử em anh thì chị thấy giá em anh đưa ra nó rẻ bằng 1/5, bằng 1/5 ở chỗ kia thôi. Thì ban đầu chị cứ hơi hơi nghi ngờ, chị nói hay là lừa đảo cái gì ta. Tại sao lại rẻ như vậy? Nhưng mà chị cứ tại vì chị cũng mở hay mở Zalo và tập à mở mở YouTube tập theo em anh, cho nên chị cứ nghĩ là không chắc không sao đâu, cứ thử tin một lần coi sao. Sau đó thì nộp tiền học, cảm nhận được là em anh là một người dạy rất là có tâm và cảm thấy rất là gần gũi với mấy chị ở trong khóa của em, khóa 10 cũng vậy, mấy chị rất là gần gũi. Chứ bình thường thì trong ấn tượng của em thì người ở ngoài đó rất là khó gần, và người ta cứ hay ý là những người đi, em cũng không chưa có ra ngoài đó lần nào, nhưng mà em thấy em những người ở ngoài đó đi vô đây họ làm ăn, họ sinh sống ở trong này thì em thấy rất là khó gần, tại vì cái cách của họ nhiều khi em cũng không muốn gần. Cho nên nhưng mà khi mà gặp em anh với lại gặp mấy chị thì cảm thấy mấy chị em rất là gần gũi, và cảm ơn em anh, một người dạy rất là có tâm. Thì chị lúc kia cũng còn nói là tại sao học phí là rẻ như vậy, Đấy, trời ơi, bây giờ kim là tiêu thấy chuẩn chuẩn đấy chị ạ. là Với học được rất là ít. cái học phí thế mà các chị nhận lại được thấy tuyệt vời không? Phong cách đơn giản dễ gần. Cả nhà cho em anh cho chị Tâm một tràng vỗ tay đi. Đó. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng em. Chị Bến Tre ạ, xin cảm ơn chị. Bây giờ thì chị Tâm cũng sẵn sàng có cho mình một cái phòng tập nho nhỏ đúng không? Sẵn sàng chuẩn bị hành trình trở thành huấn luyện viên. Thì em chia sẻ một chút là chị Tâm Bến Tre cũng là thuộc trong một trong những học viên mà xa nhất của em. Tức là tính tới thời điểm hiện tại thì là cô cũng là em với cả chị Tâm cũng chưa gặp nhau bao giờ. Gọi là chưa học cho bao giờ. Có những cái chị ở rất là xa, ví dụ như là chị họ chị Nguyệt Nguyệt Hà tận đâu nhỉ, quên là Kiên Giang cũng thuộc trong đấy đúng không ạ? Chưa gặp nhau bao giờ, rất là xa. Bình Phước cũng chưa gặp nhau bao giờ, nên là chỉ có học em À, online thôi, chỉ học cả online từ đầu. Dạ đấy, chị chị Hạnh ở Bình Phước đấy. Bình Phước em có hai chị em dâu nhé. Bình Phước em có hai chị em dâu học với em là Bình Phước. Để các chị, em khẳng định với các chị là nếu các chị có đủ sự kiên trì và đủ sự quyết tâm thì em hoàn toàn có đủ kiến thức cũng như phương pháp để hướng huấn luyện các chị, đào tạo các chị. Đây là không biết là gì đâu ạ. Thì hôm nay là cái buổi khai giảng đầu tiên của các chị nên là mới chỉ là cái hành trình bắt đầu thôi. Nên là mọi thứ nó còn rất là bỡ ngỡ rồi. Mọi thứ nó chỉ là mới mới khởi đầu thôi. Nên là mình cứ mạnh dạn cho em. Cứ bình tĩnh cho em, tự tin cho em. Có em hướng dẫn rồi, các chị chỉ cần làm theo những phương pháp của em, chỉ cần các chị chăm chỉ thôi, không chăm chỉ được thì em không chịu. Đấy, em nói thật, tức là phải có sự từ kết nối từ hai phía, một người dạy một người học cùng kết nối với nhau đúng không? Làm theo và follow cái chương trình đào tạo của em.